Từng cha như thái sơn cao vào từng ngoài tùy hương quyến mà lòng thương mến. Từng cha như đuốc rọi cao trên đường, đuốc soi thâm hồn dẫn con trên đường. Việt Nam có câu: công cha như núi Thái Sơn,
nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo Phật. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, cha dấu yêu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàng cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa con yêu ơi, con hãy nhớ.
sạch rách sao cho thương. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Hai phần ba thế kỷ qua, giờ phút cha lâm bệnh, cha đã mau chân biến cuộc đời. Con tưởng cha chưa đến mệnh nào, đời người xem tử giấc chiêm bao. Cha ơi, cha đã không còn nữa, để lại cháu con phút nghẹn ngào. Nhớ cha nhớ lại lúc năm xưa, như tuổi thanh xuân mới độ nào. Cha dạy chúng con cùng con cháu, tưởng chừng năm tháng chả là bao. Từ nay con biết tìm đâu thấy, chỉ thấy hương bay nếm ảnh thờ. Kể hết sau đây lời thắm thiết, chân thành con viết khóc trong thư. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cha của chúng con là một người dịu hiền và đôn hậu, cao đẹp làm sao. Một chặng đường dài suốt 2/3 thế kỷ, cha để lại cho con cháu niềm tự hào cao như núi Thái Sơn, rộng dài như nước nguồn vậy. Ôi thiêng liêng quá, các con về bên cha, các cháu về bên ông, để tỏ lòng kính trọng bằng tấm lòng thương nhớ và bằng chính những gì mà con cháu sẵn có trong lòng. Cha ơi, cha có nhớ không, trong suốt chặng đường dài cha đã đi qua, chất chồng những vui buồn và trăn trở, cha vẫn thường nhắc chúng con trong những lời du chiều hè. Có cơm, có áo hôm nay, đừng quên gian khổ những ngày đã qua. Cuộc đời bão táp mưa xa, hai sương một nắng cha đã thấm sâu. Chúng con xin cảm ơn cha, cha đã chịu nhiều cay đắng để có hôm nay. Chúng con có được cuộc sống ấm êm, được nhiều hạnh phúc. Cha ơi, chúng con chẳng quên đâu những ngày đông tháng giá, một nách cả đàn con cha vất vả tảo tần, góp con từng hạt gạo ngọn rau để nuôi con khôn lớn. Cảm ơn cha đã cho chúng con thực sự thành người.
làm thân con bên đường đi toàn vòng vàng bạc bà. Chàng sơ tình em hóa xem chẳng bao to như bánh xe màu thanh có anh sáng xanh màu vàng có anh sáng thầy coi nữa cực là thành tựu là do tâm tư tạo thành trang nghiêm đi sáng sớm lấy những đi sáng chừng đã qua đơn đi cũng phương xa mười muôn đức phật tìm đi các loài chim màu đẹp vẽ ra như chim hạc trắng chim đẹp chim công chim xa lợi chim ca lăng kia thành tựu như vậy là do công tư tạo thành trang nghiêm kia có vô thiên chúng đệ tử thanh văn đều là bậc ba la hán nhiều công thể tinh đêm và thiên được các hàng bồ tát cung đông như thế xa lời phật này coi nước phật nơi kia thành điều như vậy là do công đức tạo thành trang nghiêm lại nữa xa và lời thề nguyện xưng nghiệp danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Phật lịch 2560 ngày 26 tháng 11 năm Bính Thân tại chùa Khánh Quang thôn Cổ Linh, xã Vũ Linh, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hợp đúng với đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, đúng với lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật đã được thập phần viên mãn, nguyện cầu mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, chư thiên long hộ pháp thiện thần, từ bi gia hộ, chư hương linh đầy đủ nhân duyên, thiện căn phúc đức nhân duyên, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, tín tâm kiên cố và sức cứu độ của Phật A Di Đà, chuyên niệm thọng danh Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện cầu cho toàn thể con cháu được át đạo bình an. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Như thầy, sư bác, chủ tịch chùa Khánh Quang, kính thưa các cụ Phật tử thôn Tây Hòa, thôn Trung Hòa, thôn Đông Hòa, thôn Tây Hòa. Được tin buồn cụ là Thế Tô là cụ chúng con 250 phải làm theo nguyện vọng của gia đình, cũng như được lời mời của gia đình, được sự quan tâm của thư thầy thư bác chủ tịch của Khánh Quang, được sự quan tâm của thư thầy thư bác chủ tịch của Khánh Quang, thư thầy thư bác cùng toàn bộ các cụ Phật tử trong ba thôn đã về gia đình tổ chức làm lễ tụng kinh niệm Phật cầu siêu cho vong linh hồn cụ tôi được siêu thoát. Con xin thay mặt gia đình tăng chủ xin gửi tới thầy sư thầy chúng bác cùng toàn thể các cụ Phật tử trong ba thôn lời cảm ơn chân thành nhất. Thưa sư thầy sư bác cùng các cụ Phật tử, chương trình sáng ngày mai theo sự thống nhất của gia đình và ban lễ tang, đúng 7 giờ sáng ngày mai sẽ làm lễ truy điệu và đưa tang cụ tôi về, cụ con về nơi an nghỉ cuối cùng. Vậy 7:15 sáng mai con xin trân trọng kính mời sư thầy sư bác cùng toàn thể các cụ Phật tử về gia đình xơi nước để cùng con cháu trong gia đình và nhân dân địa phương đưa đón cụ con về nơi an nghỉ cuối cùng. A Di Đà Phật. Khi con cháu và thân nhân trong gia tộc
lần lượt nhận lấy từng tấm khăn tang màu trắng màu vàng. Người đeo tang là đội tình ân nghĩa. Tình là tình ruột già máu thịt. Ân là ân đức của bề trên. Nghĩa là nghĩa cháu con đạo hiếu phải làm tròn. Những tấm khăn tang còn treo trên bàn thờ hay phủ bên linh cữu, đó là khăn tang của những người con, người cháu ở xa chưa kịp về chịu tang. Đúng là nghĩa tình đồng đội thiết tha, quê hương tình nghĩa đậm đà thủy chung. Cha ơi, cha có thấu chăng, cháu con khăn trắng ngang đầu, trong nhà trắng toát một màu khăn tang. Nhận khăn áo dạ bàng hoàng, nghĩa ân cố phụ ngập tràn lòng con. Xung quanh linh cữu ông lúc này là hàng chục thân nhân cùng con cháu, mang những vành khăn tang nặng thương nặng nhớ, những đôi mắt lệ trào chát mặn nỗi lìa xa. Tờ khâm niệm nhập quan với phong tục người Việt Nam ta, đây là tờ phút có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng, bởi đây là khoảnh khắc người thân bước sang một thế giới mới xa khác hoàn toàn của vũ trụ thần linh, để rồi một mai khi cốt người thân sẽ hóa về nơi cát bụi hoang sơ. Chính vì vậy mà lúc này ai cũng muốn có mặt để được nhìn dung mạo thân thương của người cha, người anh em, chú bác của mình lần cuối. Để rồi ngày mai, ngày kia mãi mãi chia xa, vậy còn đâu gặp lại dáng người ngày xưa, quặn đau lòng những tái tê. Cảnh sao hoang vắng đường xưa u sầu, cha ơi cha vội đi đâu, để con chưa nói hết câu giã từ. Cha đã mất thật rồi ư, bàng hoàng đau buốt như từ chiêm bao. Sông sâu vực thẳm trời cao, hồn cha đang ở nơi nào cha ơi. Khóc than dẫu động đất trời, cũng không thấu đặng lòng người biệt ly. Từ đây cha mãi ra đi, cháu con còn biết lấy gì đền ơn. Đớn đau chìm giữa khói hương, tái tê nức nở, sầu thương khóc người. Ông ơi,
người cha rất đỗi kính yêu của chúng con ơi, giờ đây có biết nỗi xót thương tràn ngập bên người. Cảnh biệt ly lòng dạ rối bời, trời bỗng nổi phong ba bão táp. Ông đã yên vị trong cỗ quan tài sang trọng, chúc người yên giấc mộng ngàn thu. Tộc đại tôn về trước linh sàng của cụ, trước là thắp nhang, sau có vòng hoa tươi để kỷ niệm và viếng cụ. Cụ Lại Thế Tôn là một người cao niên trong họ, rất gương mẫu đóng góp về ngày Tết ngày Dỗ. Cụ rất gương mẫu cho con cháu. Ngay cụ mất đi là một tổn thất cho dòng họ và gia đình. Đề nghị toàn đại biểu một phút mặc niệm nhớ gương một cụ bắt đầu. Được tin cha quy tổng thiên tổ, bà con lối xóm nghĩa khách gần xa, đã không quản trăm công nghìn việc, không quản đường xá xa xôi, đã dành thì giờ công sức đáng kể về thăm viếng và chia sẻ nỗi đau buồn cùng tang thương. Thật cảm động biết bao trước sự có mặt, sự quan tâm của mọi người. Ân nghĩa này thật là cao rộng, con cháu xin ghi lòng cảm tạ và xin được cúi đầu đang. Kính thưa thân nhân gia đình tác chủ, thưa ban tổ chức lễ tang cùng toàn thể nhân dân, được tin cụ Lại Thế Tôn sinh năm 1922, sinh trú quán tại thôn Tây Hòa, xã Vũ Linh, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Sau một thời gian lâm bệnh, cụ đã được gia đình anh em họ tộc con cháu cùng các thầy thuốc tận tình chăm sóc cứu chữa, song do tuổi cao sức yếu cụ không qua khỏi đã từ trần. Các đồng chí thay mặt cho cán bộ và nhân dân xã Vũ Linh đến thắp hương kính viếng hương một cụ và chia sẻ nỗi buồn sâu sắc cùng với gia đình tang quyến để tưởng nhớ tới hương hồn cụ Lại Thế Tôn. Đoàn đại biểu dành một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu.
Đại Thế Tôn. Kính thưa toàn thể các cụ, công, các bà, thưa gia đình tác chủ, được tin cụ 250 về già, chúng tôi đoàn đại biểu đại diện cho cán bộ và nhân dân thôn Tây Hòa có vòng hoa tươi, nén hương thơm vào thắp chúc minh sàng và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến để tưởng nhớ hương hồn cụ. Tôi đề nghị đoàn một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa các cụ, các ông, các bà, được tin cụ là Thế Tôn 250 về già, cụ là thân phụ của hai đồng chí, đồng chí Đại Thế Quý và đồng chí Vũ Thị Hào, hội viên Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, và cụ là thân phụ của đồng chí Lại Thế Tuyến và cháu Lại Thế Trinh, hội viên câu lạc bộ Cựu quân nhân thôn Tây Hòa. Chúng tôi đoàn đại biểu đại diện cho Hội Cựu Chiến binh thôn Tây Hòa và câu lạc bộ Cựu quân nhân thôn Tây Hòa có vòng hoa tươi, nén hương thơm, thắp trước linh sàng để tính vui hương hồn cụ và chiêu buồn sâu sắc cùng với gia đình để tưởng nhớ hương hồn cụ. Tôi đề nghị đoàn một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Cùng
thừa mẫu một nhà lê thị miên năm tử lại thế quý lại thế quyến đi học đồng gia dương một nam một nữ thế tử tôn đồng gia quyến đi chẳng nhân tất niên đi nương nguyệt nhập thời thủ sinh hưởng thượng thượng thọ đông thiên đi thập mà nhất đi nguyệt na nhị gia thập mà ngũ nhật dần thời mấy chùa các con các cháu chất nội ngoại khắp mà than rằng than chú tấn yên đền hương ở trần hưng ngài yên rất mọi phần đinh nhi
Kính thưa ban lễ tang, thưa gia đình An Hiếu, được tin cụ 250 về già, chúng tôi là những thành viên thay mặt cho nhân dân khu 1 phố Đa Hào có tuần hương thơm, có bằng hoa tươi sắp trước linh sàng cụ, chúc cụ an thất ngàn thu để tưởng nhớ người đã đi xa. Tôi đề nghị toàn thể bà con chúng ta hãy dành một phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
tăng lễ. Kính thưa gia đình hiếu chủ, được tin cụ ông tạ thế, thay mặt cho đoàn nhập ngũ tháng 2 năm 82 cùng với con trai của cụ có quần nhang hương để tưởng nhớ hương hồn cụ nơi chín suối, mong cho hương hồn cụ nhanh được siêu thoát và thịnh độ. Đề nghị đoàn một phút tưởng niệm bắt đầu. Chúng con nhớ cha thuở trước, trong buổi xuân xanh, ơn mẹ cha đạo cả sinh thành, đêm ngày dạy dỗ, đường ăn lối ở, việc cửa việc nhà, lại lo bề nghi thất nghi gia, cho sum họp chúc may mấy đoá, cương thường đạo cả, lòng những mong hiếu thảo đền ơn, nết kiệm cần hằng giữ sớm hôm, may mới được ra đường cơ chỉ. Ba lo bảy nghĩ vất vả trăm bề, cho vẹn toàn đường nọ lối kia, tuy khó nhọc chưa yên thỏa dạ. Bỗng đâu gió cả bẻ gãy nhành mai, làm hoa lìa cây rụng cánh rơi rơi, làn én lìa đàn kêu xuân vỏ võ. Tưởng cha trường thọ dìu dắt cháu con khuyên nhủ nên người, ai ngờ trăng lặn sao rời, hồn đã về Tây Trúc. Từ nay lấy ai chăm sóc ngõ cúc tường đào, từ nay quạnh bóng ra vào, cõi nam cảnh bắc, ngày chày sáu khắc đêm vắng năm canh. Tưởng bóng ai thoáng hiện ngoài mành, tưởng dáng cha hiện về qua màn hương khói, hiền mai nắng rọi ra ngẩn vào ngơ, hết đợi thôi chờ nắng hồng giá lạnh. Ai hay số mệnh bùi ngùi cám cảnh, tuôn rơi nước mắt đầm đầm, nhớ nơi ăn chốn nghỉ buồn nằm, như cắt ruột sát lòng con nơi trần thế. Than như không khóc kể như không, trông chẳng tỏ đoái nhìn chẳng tỏ. Ôi thương ôi hồn phách cha đi đâu, hình hài cha còn đó, mộc nam kha chưa tỉnh lúc tàn canh. Miền Tử Lý cha đã tìm nơi tĩnh thổ, ngậm ngùi chưa nói hết đôi đường. Bỗng chốc cha đã về thiên cổ, thảm thiết nhé trăm năm là mấy, cuộc đời người nào khác đám phù vân. Trách cao xanh sao làm chi cơ cực thế, sắp đến giờ chia ly, con càng nhớ tới cha ngày xưa, ai xu lên nỗi này để phụ tử chia phôi.
ngữ có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Câu ca dao ấy tuy rất mộc mạc, dễ hiểu, dễ thuộc, không biết có từ bao giờ, từ đời nọ sang đời kia, nhằm nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn nhớ ơn đến công lao to lớn của ông bà, cha mẹ, người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng ta từ khi còn trong bụng mẹ đến lúc chào đời chập chững biết đi, cho đến hết cuộc đời. Công lao to lớn ấy không có gì có thể sánh được. Do đó, nó được ví như biển rộng trời cao, như nước trên nguồn chảy mãi không cạn. Đã là người, ai cũng có ông bà, cha mẹ. Đó là những người đã sinh thành, dưỡng dục chúng ta khôn lớn. Cây có cội, người có tông, ai ai cũng có cha mẹ, quê hương, anh em, bạn bè để nhớ nhung. Dù phải hy sinh cả tính mạng, dù phải đêm hôm làm lụng vất vả, vượt qua bao khó khăn nguy hiểm, ăn đói mặc rét, cũng luôn cố gắng để dành những gì tốt đẹp nhất cho những đứa con. Không bao giờ cha mẹ toan tính hơn thiệt với những đứa con thân yêu do chính mình đẻ ra. Do đó chúng ta, những người làm con, làm cháu, phải luôn biết ơn, kính trọng, để không được làm điều xấu, để trở thành người tốt. Đó là sự đền đáp với cha mẹ. Chúng ta được hưởng hơi ấm của cha, sữa nắng của mẹ, được nuôi sống từ dòng sữa của mẹ, được cha truyền cho ý chí và nghị lực để đi vào cuộc đời, được mẹ dạy cho lòng yêu thương và cần mẫn với cuộc đời. Cha đã bao dung và che chở cho các con trưởng thành. Mẹ tuy sức yếu tay mềm, nhưng luôn yêu thương chiều chuộng, ân cần, lo lắng suốt đời vì các con. Mẹ suốt đời sẵn sàng chịu đựng và hy sinh mọi thứ để cho các con được an vui. Vì các con mà mẹ phải gian nan vất vả cả cuộc đời. Cha luôn vất vả sớm tối, chỉ mong mang về manh áo bát cơm cho các con. Cha có thể phải vượt qua bao suối, lội qua bao nhiêu đèo, dù khó khăn vất vả, nhưng nếu các con được học hành, cho con có niềm vui, nụ cười, thì cha vẫn vượt qua. Mẹ chúng tôi đã phải 9 tháng 10 ngày cưu mang, 3 năm bồng ẵm, chăm sóc lo lắng cho anh chị em chúng tôi mỗi khi trái gió trở trời. Mẹ mừng vui khi các con bình an vô sự, thấp thỏm lo âu khi các con có đứa ốm đau. Vì ngày mai tươi sáng của các con, mẹ đã phải vượt qua bao gian nan, buôn bán tảo tần, đi ngược về xuôi, đi sớm về tối, dãi dầm mưa nắng, bôn ba khắp nẻo đường đời. Công ơn cha mẹ chúng tôi ví như biển rộng trời cao, dù có nói gì cũng không thể nào nói hết được. Cha đã tiếp cho chúng tôi sức sống và niềm tin và hy vọng. Mẹ đã cho chúng tôi những lời ru ngọt ngào và trìu mến, dìu dắt chúng tôi từ khi chập chững biết đi đến lúc trưởng thành. Bao vất vả khó khăn đã hằn những vết nhăn trên trán mẹ, mưa nắng cuộc đời đã làm tóc mẹ, tóc cha pha xương. Chúng con dù đứa sống xa quê, cũng như có đứa còn ngược xuôi về đâu, thì mái nhà thân quen, nơi có cha có mẹ, vẫn đứng mong đợi những đứa con trở về. Dù chúng tôi có cuộc sống ấm no, thành đạt, thì đêm đêm cha mẹ vẫn bồn chồn
lo lắng. Cha mẹ đã cho chúng tôi tình yêu thương vô bờ bến. Hôm nay, ngày mai và mãi mãi, chúng con không bao giờ trả hết. Dù chúng con có dốc sức phụng dưỡng cha mẹ, thì công ơn cha mẹ chất cao như núi, không bao giờ trả xong. Vậy mà có lúc chúng con lại vô tâm mải đi tìm niềm vui, bôn ba theo tiếng gọi của lợi danh, bỏ quên hai đấng sinh thành. Thật là đáng tội. Đâu có biết nơi quê nhà, cha vẫn trông, mẹ vẫn đợi, chị vẫn mong, các con, các cháu về sum họp đông đủ. Nhân ngày rằm tháng Tết, tìm lại những ngày tháng êm đềm, âu yếm trong vòng tay che chở của cha mẹ, nâng niu các con trong giấc ngủ trưa, trong câu ca dao ngọt ngào của mẹ. Công đức cha mẹ như núi cao biển rộng, ơn cha mẹ nghĩa sinh thành, chúng con khó đáp đền. Chúng con dù làm gì ở đâu, dù ở cương vị nào, nhưng mỗi khi gặp khó khăn hoạn nạn thì chỉ biết tìm về với mẹ với cha. Vì chỉ có mẹ cha mới là nơi yên bình, chỉ có mẹ cha mới sẵn sàng dang rộng tấm lòng tình thương để cứu giúp cho các con. Cha mẹ luôn sống bên nhau trọn đời vì các con. Cha mẹ là người tạo niềm tin, nền móng vững chắc để cho mỗi đứa vững bước vào đời. Chúng ta dù ở bất cứ cương vị nào nhưng đều nhỏ bé với cha mẹ. Ôi tình mẫu tử, phụ tử mới bao la thiết tha làm sao để thấu hiểu được công lao to lớn đó. Mỗi chúng ta cần làm việc công tác tốt, không làm điều gì xấu, sống nhân từ với mọi người để sưởi ấm tấm lòng của cha mẹ. Đó là đạo lý nét đẹp của mỗi con người Việt Nam ta. Chúng ta không những phải quan tâm chăm sóc cha mẹ mà phải sống có đạo lý, làm điều hay lẽ phải, nuôi dạy con cháu thành đạt là người công dân tốt. Đó là phần thưởng làm cho cha mẹ ông bà ấm lòng. Cụ hưởng thọ 95 tuổi. Sau khi
khi cụ qua đời, gia đình và ban chi đã thống nhất tổ chức lễ tang cho cụ như sau. Lễ thân đẹp được tổ chức vào hồi 15 giờ 5 phút ngày 24 tháng 12 năm 2016. Tiếp theo là lễ viếng được tiến hành liên tục đến 22 giờ cùng ngày. Lễ chi điệu và đưa tang được tiến hành vào hồi 7 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2016, tức ngày 27 tháng 11 âm lịch, an táng tại nghĩa trang làng Cổ Ninh. Ban lễ tang cụ gồm có một, ông Đỗ Minh Tuấn, trưởng ban công tác mặt trận làm trưởng ban; hai, ông Bùi Phúc Năng, trưởng thôn làm phó ban; ba, ông Nguyễn Du Lịch, phó thôn làm ủy viên; bốn, ông Nguyễn Văn Thanh, chi hội ông Nguyễn thân bằng vô ý đến cúng viếng và chia buồn cùng gia đình. Và lúc này đây, toàn thể các quý vị đại có mặt tại gia đình tang chủ cùng nhau làm lễ truy điệu và tiến hành đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Mở đầu cho lễ truy điệu là lễ dâng hương kính trạch cụ, tôi xin trân trọng kính mời ông Đỗ Minh Tuấn thay mặt cho cán bộ và nhân dân trong thôn lên dâng hương kính trạch cụ. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời và từ quân dân lên dân hương kính trạch cụ. Tiếp theo chương trình, 3 tuổi lên dân hương kính trạch cụ. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời bà Lê Thị Thảo thay mặt cho chi hội phụ nữ lên dân hương kính trạch cụ. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời bà Ngô Thị Lan thay mặt cho Hội Phật giáo làng Cổ Ninh lên dâng hương kính trạch cụ. Tiếp theo, tôi xin trân trọng kính mời ông Đại Công Truyền thay mặt cho gia đình lên dâng hương kính trạch cụ. Kính thưa các quý vị đại biểu, đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã Phú Linh, kính thưa các cụ, các ông, các bà trong thôn ngoài làng, thưa gia đình hiếu chủ. Cụ Ngài Thế Tô sinh năm 1922, sinh quán thôn Tây Hòa, xã Phú Linh, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Cụ nguyên là hội viên Hội người cao tuổi thôn Tây Hòa. Sau một thời gian lâm bệnh, cụ đã được các thầy thuốc và gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa. Song do tuổi cao sức yếu, cụ không qua khỏi và đã tạm thế vào hồi 4 giờ 35 phút ngày 23 tháng 12 năm 2016, tức là ngày 25 tháng 11 năm Bính Thân. Cụ hưởng thọ 95 tuổi. Con trai của mình lên đường tổng quân để bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước chống giặc ngoại xâm. Còn ở quê nhà, cụ luôn tham gia các phong trào đoàn thể nhân dân tăng gia lao động sản xuất, vun thu kinh tế, cùng tập thể xây quỹ phụ đạo chiến đấu để phục vụ chiến đấu tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
với tính cương trực, chịu thương, chịu khó, thanh bạch, nhớ thuở xưa, trước ngày bình xuân xanh, ơn mẹ cha đạo cả sinh thành, đến thế ngày dạy dỗ, đường ăn nếp ở, việc cửa nhà lại lo về ra thất ra nghi, cho sum họp chúc may mấy quá, tuy khó nhọc chưa cam thỏa lòng dạ, hỗn đâu giờ bẻ khúc bẻ cành mai, cây vững cội vững chồi xanh lá, người nước trong nguồn với bể cả sông sâu, chữ trung chữ hiếu nằm đầu, ai không tâm niệm vì đâu có mình, ơn mẹ cha nhờ cả tổ tông anh linh phù hộ, dìu dắt con tiến bộ trưởng thành, trai gái dâu rể ngon lành, họ hàng thịnh vượng gia đình thiết xuất. Để tưởng nhớ hương hồn của cụ, tôi đề nghị các quý vị đại biểu cùng toàn thể các quý vị có mặt trong buổi lễ tang ngày hôm nay đứng dậy dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm cụ bắt đầu. Các ông các bà đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Môn Ninh. Kính thưa các ông các bà trong ban công tác mặt trận cùng toàn thể nhân dân thôn Tây Hòa và các thôn lân cận. Thưa toàn thể các cụ ông bà trong họ hàng, nội tộc, ngoại tộc cùng toàn thể anh em con cháu. Cụ tôi sau thời gian lâm bệnh đã được con cháu tận tình chăm sóc chú đáo, được bà con anh em trong họ hàng nội ngoại tộc hàng xóm đến thăm hỏi động viên, được tập thể các thầy thuốc y bác sĩ tận tình cứu chữa. Xong vì tuổi cao sức yếu, cụ tôi đã không qua khỏi. Cụ tôi đã ra đi về đi nghỉ với tiên tổ nơi thế giới vĩnh hằng. Cụ tôi ra đi để lại cho con cháu trong gia đình, anh em họ hàng, nội tộc, ngoại tộc cùng toàn thể bà con trong thôn xóm một lòng nhớ thương vô hạn. Đây là một sự mất mát, sự tổn thất lớn lao mà không có gì bù đắp được đối với gia đình chúng tôi và họ tộc. Trong sự mất mát lớn lao như vậy, gia đình chúng tôi đã nhận được sự động viên sâu sắc của chính quyền và nhân dân địa phương, của tất cả các cụ và ông và bà trong anh em họ hàng nội ngoại tộc và ông bà thông gia liên gia. Vì vậy, suốt từ chiều hôm qua đến sáng nay, gia đình chúng tôi đã nhận được hơn 200 đoàn cá nhân tập thể đại diện cho các tổ chức chính quyền địa phương, thôn, xã, thôn cùng các tổ chức hội đồng ngũ, đồng môn cùng toàn thể bà con trong xóm ngoài làng, các cụ, các ông, các bà trong họ hàng nội ngoại tộc gần xa, các ông, các bà thông gia, liên gia, thân bằng cố hữu gần xa trong và ngoài xa đã có vòng hoa tươi, nén nhang thơm về đây thắp lên để kính hướng hương ngọn cụ tôi, chia sẻ vơi đi nỗi buồn sâu sắc cùng gia đình chúng tôi. Và cũng sáng hôm nay các vị lại có mặt đông đủ về đây cùng với ngày ban tổ chức tang lễ của địa phương thắp nén hương tiễn biệt ông tôi cuối cùng và làm lễ truy điệu, đưa cùng với con cháu các gia đình và nhân dân địa phương đưa đón cụ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Vậy tôi xin thay mặt gia đình hiếu chủ có lời cảm ơn chân thành nhất tới các quý vị. Trong tang gia, gia đình bận rất mạnh, rất nhiều công việc và có sự bối rối nên việc đón tiếp các quý vị không tránh sao khỏi sự thiếu nhất. Gia đình tôi rất mong được sự đồng thứ. Bây giờ cũng đã đến giờ đây tang, tôi xin mời tất cả các quý vị sơi nước để cùng
nhân dân trong địa phương và con cháu trong gia đình, anh em họ hàng người tộc đưa cụ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau khi cụ tôi được an táng xong, cụ tôi được ngồi yên và ấm, tôi xin thay mặt gia đình mời tất cả các quý vị về đây để chơi với gia đình tôi bữa cơm với muối, để anh em con cháu trong gia đình chúng tôi được có lời cảm tạ. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình là lễ đưa tang. Xin mời đội chống đưa nuôi, đội nhà công, ông chấp hiệu và đội hình đưa linh cữu cùng tất cả các quý vị và anh em con cháu đưa cụ ra nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ tiến hành được bắt đầu. Ơi, ông ơi, người cha muôn vàn kính yêu của chúng con ơi, dù có phải lên tận trời cao hay xuống cùng đáy biển để lấy thuốc cứu người sống lại, thì chúng con vẫn không ngần ngại hiểm nguy. Nhưng than ôi, sinh có hạn, tử bất kỳ, trên đời này ai mà cưỡng được mệnh trời, chỉ trách hay tạo hóa xoay vần tử thần nghiệt ngã. Cuộc đời cha bao phần vất vả, từ thuở hàn vi phải chất chiêu từng bát gạo củ khoai. Cha đã cùng mẹ tần tảo sớm kia nuôi nấng chúng con khôn lớn nên người. Chúng con hằng mong ước cha mẹ được thọ trường, cùng con cháu sum vầy ra thất, để phần nào bù đắp lại cái thời đói bát cơm ăn, thiếu manh áo mặc. Những con cháu ở xa chưa kịp về sum họp, chưa hưởng lạc đoàn viên, thì cha đã vội theo hầu tiên tổ. Như mới sớm qua thư, chén trà nóng con pha, cha chưa kịp uống, bỗng lặng đi trong hơi thở cuối cùng. Trước lúc đi xa, mấy đêm liền điện thắp sáng thông đêm, ý tưởng của người muốn cho trong nhà này bao giờ cũng sáng. Vâng, lời cha dạy chúng con xin ghi lòng tạc dạ. Sống làm người trước hết phải biết trồng cây đức, phải siêng chăm cho bền gốc tươi tành, phải giữ gìn nề nếp gia phong, trên dưới thuận hòa, gia đình hạnh phúc. Lời cha dạy là lời di chúc, chúng con xin nguyện đời trong tim, và sẽ sống cho linh hồn người. Đến với lễ tang cha hôm nay bằng cả tấm lòng, đội trống đội kèn tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng và trang trọng. Tiếng trống tiếng kèn nghe vang vọng một vùng quê, tiết tấu nhạc buồn mà chan hòa cởi mở, đó thực sự là đoàn kết.
bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc. Nỗi tiếc thương này lắng đọng sâu xa. Khi sống, cha luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm. Nên khi cha đi xa, tình làng nghĩa xóm cứ tan biến như một nhà, thủy chung như nước. Đi đầu đoàn đưa tang là cờ, đối, trướng đang tung bay rợp cả trời xanh. Vòng hoa nối tiếp vòng hoa, tình câu nghĩa nặng gần xa cùng về. Vòng hoa rực rỡ đồng quê, trải dài như sóng, nhấp nhô nắng vàng. Sống vinh hạnh, chết vẻ vang, người đi thanh thản, suối vàng nâng du. Kể từ đây, ông đã mãi mãi rời xa ngôi nhà mái ấm, nơi ông đã sống di dưỡng tuổi già trong sự chăm sóc phụng dưỡng của các con, với tất cả tấm lòng hiếu nghĩa đền ơn. Xe đưa ông tới non tiên cảnh Phật, dẫn hồn về với đất Tây Phương. Sau xe là cả niềm thương, nỗi nhớ của cả quê hương xóm làng. Đúng là trên thế gian này không còn có nỗi đau nào hơn cảnh chia ly giữa người ở lại chốn trần gian với người về nơi chín suối. Đến với lễ tang ông hôm nay, bằng cả tấm lòng, đội trống, đội kèn tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng và sang trọng. Tiếng trống, tiếng kèn nghe vang vọng một vùng quê, tiết tấu nhạc buồn mà chan hòa cởi mở. Đó thực sự là đoàn kết, bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc. Nỗi tiếc thương này lắng đọng sâu xa. Quê hương đang đổi mới, giờ đã chia xa cảnh với người. Người đi cảnh vật cũng âu sầu, rì rào cây lá rụng buồn đau. Quên sao người đã từng gắn bó, chưa tối từ đây biết tìm đâu. Đây cảnh xóm làng đất quê xưa, hòa cả lòng người đau tiễn đưa. Đưa cha, đưa chú về nơi ấy, mỗi bước đường đi mắt nhòa mưa. Thank you.
đoàn người đi nghiêng nghiêng, đoàn người cao vời vợi, như đang đi lên trời, đưa người về cõi Phật. Đoàn đưa tang thật dài, người đông như vô tận, linh cứu đi chậm chậm, mặt trời nắng chói chang, mồ hôi hòa nước mắt, nghĩa ân tình lắng sâu, hiên vác nắng đội đầu, tình người làm dịu mát. Ơi đồng nội quê hương, trải chín nắng mười chương, trong dãi dầu quy sướng, đó là tình ruột già, đó là tình đồng chí, đó là tình quê hương. Bỗng một ngày cha tôi lìa xa tôi, bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi sao bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi cha bỏ con. Ngày này con cháu muốn níu giữ cố quan tài đầy đủ như chúng mình, thiên thu vĩnh biệt là đi. Ơi trời cao lồng lộng, ơi đất dày ẩm sâu, sống nhờ đất chết lại về với đất, bởi có tình người làm ăn chân thật. Ông cha ta đã dày công nuôi đất, đất chết đi đất lại như người. Đúng là người với đất là bạn đời muôn thuở, và đất nước này cũng trải bao cuộc thăng trầm lịch sử. Ta nhớ ơn người muôn thuở đất nước ư. Đây nắm đất quê nhà, con cháu đắp nên phần mộ, chúc người yên giấc mộng. Nhìn thu thơm thảo đất này quê hương. Bỗng một ngày khăn tang sầu heo hắt, bỗng một ngày khăn tang che dấu mặt người. Cha ơi giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu, con chẳng còn những tiếng ru sương, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha
ôi, cái chết đã gieo mầm sự sống. Người hóa thân vào đất quê hương, cho hoa trái bốn mùa, hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa màng. Đây là nỗi thương, nỗi đau không gì bù đắp nổi. Đối với con cháu trong gia đình, đối với bà con trong thân tộc nội ngoại đôi bên. Than ôi gió thổi nhà huyên mây che núi vĩ, dung mạo cha một mai vắng vẻ. Bão xô cây nghĩ lại ngập ngùi thay. Âm dương từ nay đôi ngà xa vời, mây phủ núi trông càng mau mắn nhé. Sương bay chớp lóe bạch vân nghi ngút cõi phù sinh, nến tỏa hương thơm án tỏa hát thiêu đồ sự tử. Thật đau xót lắm thay trồi huyên gió bè, cõi trăm năm sao khéo hẹp hòi. Cơ một phút đời sao mau mắn nhé. Xuân lai tử con những mong ngày thêm rộng, tháng thêm dài, để được phụng dưỡng cha võ công ơn, cơm nặng áo dày. Đồ thôi y đâu đã lạ lùng thay, càng cắm cành khi đầu tang tóc chế. Hỡi trời cao làm chi cực thế, chạy nhớ cha điều ăn nết ở, tấm lòng sầu chín khúc dối năm canh. Ai xu nên nỗi này, nỡ để cháu con đêm mong ngày nhớ. Người cha già từ nay khuất bóng cõi trần. Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật.
Phận cha mà đẹp mổ yên, ngàn thu vui chốn cửu tuyền cõi âm. Con xin đón rước linh hồn về miền Tử Lý sớm hôm phụng thờ. Gọi là báo đáp hương xưa, đạo con hiếu nghĩa với cha trọn đời. Mặt trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bùi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá sắc sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Mực nào xóa bỏ không hay.